thân mến, khi mà chúng ta nhắc tới dòng nhạc đỏ ấy, hay còn gọi là nhạc cách mạng, thì thường sẽ rất là ấn tượng bởi những ca từ và giai điệu rất là hào hùng. Hình như đó là một cái đặc trưng thường thấy ở dòng nhạc này đúng không nhỉ? Đúng vậy. Vì trong giai đoạn đất nước bước vào cuộc đấu tranh thì những ca khúc với giai điệu và ca từ hào hùng sẽ tăng thêm phần ý chí cho quân và dân ta, một trong những phương thức cổ vũ tinh thần vô cùng hiệu quả. Nhưng mà Hải lại nhận thấy là những cái ca khúc ấy cho đến tận ngày nay qua rất là nhiều thăng trầm, rất là nhiều đổi mới của xã hội, của cuộc sống, nhưng mà những cái ca khúc ấy vẫn trường tồn và có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả đấy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về dòng nhạc này và những giá trị lịch sử mà nó mang lại. Thảo Ly xin chào quý vị khán giả của Sắc Màu Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong ngày 30 tháng 4 hàng năm thì chúng ta dễ dàng nghe được những bài hát hào hùng đầy cảm xúc mãnh liệt với thời kỳ đất nước thống nhất nối liền một cõi. Và trong ngày 30 tháng 4 lịch sử hôm nay, Thảo Ly xin giới thiệu với quý vị khán giả một vị khách mời đặc biệt, đó chính là ca sĩ Huỳnh Lợi, người đã gắn bó lâu năm với âm nhạc truyền thống cách mạng. Và một lần nữa chúng ta sẽ lắng nghe cảm xúc của ca sĩ Huỳnh Lợi về những bài hát gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, trong đó có ngày 30 tháng 4 lịch sử. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ca sĩ Huỳnh Lợi ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình. Lời đến đầu tiên thì cho phép Huỳnh Lợi xin gửi đến quý khán giả xem đài có những ngày lễ thật là hạnh phúc bên người thân, cũng như là hòa chung với không khí đón những ngày lễ long trọng của đất nước thật là hân hoan. Tôi thật sự may mắn là khi góp mặt trong cái chương trình ngày hôm nay cũng đúng vào cái dịp lễ của đất nước. Thưa anh Huỳnh Lợi, chúng ta sẽ cùng nhắc lại về thời điểm lịch sử của đất nước, đó chính là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lúc này có vẻ như là anh còn rất là nhỏ đúng không ạ? Vậy cho đến thời điểm nào thì anh có những dấu ấn đặc biệt về những giai điệu của những bài hát về truyền thống cách mạng ạ? Sau giải phóng thì rõ ràng là Huỳnh Lợi còn rất nhỏ. Nhưng mà khi mà bước chân đi học thì được may mắn là tham gia vào đội văn nghệ của thiếu nhi của trường, cũng như tham gia vào đội nghi thức và được đi tham quan khu di tích Bác nè, rồi vào các trang trại quân đội. Những bạn thiếu nhi mà có được cái hạnh phúc như mình ấy là phải là cháu ngoan Bác Hồ cơ. Và khi mà đi đến khu di tích Bác thì lại được nghe những bài hát ca ngợi về Hồ Chủ tịch kính yêu, cũng như là những bài hát ca ngợi quê hương đất nước. Rồi khi vào các doanh trại quân đội thì lại được nghe những bài hát ca ngợi về các chiến công lẫy lừng của các anh, cũng như là những thế hệ đã hy sinh cho nền độc lập ngày hôm nay. Lớn thêm chút nữa thì mình lại bắt đầu lại được nghe những ca khúc của cách một thời sinh viên xuống đường đấu tranh. Ví dụ những ca khúc như là Tự Nguyện của Trương Quốc Khánh, hoặc là Thuyền Em Đi Trong Đêm của Nguyễn Phú Yên, vân 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 vân, rất là nhiều bài hát của thời đó. Và sau khi mình đã bắt đầu thâm nhập vào cái cuộc đời sống âm nhạc của tỉnh nhà, cũng như là vào môi trường âm nhạc của thành phố Hồ Chí Minh, thì phải thú thật nói rằng là cái môi trường âm nhạc đã cho mình được một cái trải nghiệm rất lớn, là mình đã được học và được trui rèn trong Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 8 năm. Và trong cái thời gian mình học trong đó thì những cái ca khúc mà mang cái tính nghệ thuật ấy, thì luôn luôn là những ca khúc ca ngợi về nét đẹp của bộ đội Cụ Hồ, cũng như là về cái hùng vĩ, và cũng như là về cái nét đẹp của quê hương đất nước. Cũng có thể là cũng có những bài hát ca ngợi về tình yêu đôi lứa trong sáng trong chiến tranh, hoặc là tình yêu đôi lứa trong sáng trong xây dựng bảo vệ tổ quốc. Thì hình như là cái nghệ thuật nó cho mình có những cái thẩm thấu, những cảm xúc sâu hơn về cái nét đẹp đó. Và từ đó là Huỳnh Lợi khẳng định rằng là chỉ có những người hiểu sâu về cái văn hóa cũng như lịch sử dân tộc thì mới có đủ khả năng để thể hiện tốt những ca khúc truyền thống cách mạng. Bởi vì phải hiểu về nó, phải sống thực với nó. Có thể là mình không có sống trong cái thời chiến tranh, nhưng mà mình sống và mình làm việc với môi trường, cũng như là tiếp xúc được các thế hệ đi trước, những người đã từng trải qua những cuộc chiến tranh, họ sẽ cho nhìn mình những cái cảm nhận, những cái phân tích sâu sắc về cái nội dung ca từ. Đến đợt 30 tháng 4 là ca khúc Đất nước tròn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà vang lên. Thì khi ca khúc đó vang lên á, thì mình như được sống trong cái niềm hạnh phúc hân hoan của cả dân tộc. Và trong ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hà viết rất là rõ, ông cũng có nhất định đến quá khứ, một cái quá khứ mà chìm trong đau thương. Nhưng mà đến bây giờ thì khi mà bộ đội trở về, khi mà những người con ở tiền tuyến được trở về với lại những người ở hậu phương, trời ơi, mình không có sống trong cái thời phút đó, nhưng mà khi
khi mà xem qua những cái băng hình tư liệu á, mình cũng cảm thấy là mình muốn vỡ òa. Tại vì mình đã, sau này mình đã được đi đến Trường Sơn, đến Điện Biên và cả đến Côn Đảo, thì mình mới thấy được tất cả những hy sinh mất mát của dân tộc mình không thể kể hết được. Nó to lớn lắm. Vâng, nghe anh Huỳnh Lợi chia sẻ thì Thảo Ly cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì Thảo Ly gặp đúng người, người đã có những trải nghiệm rất là sâu sắc nè về bài hát truyền thống cách mạng. Vậy anh có thể chia sẻ rõ hơn về tính văn học trong những bài hát truyền thống cách mạng không ạ? Thực sự là khi mà tham gia ca hát và được tiếp xúc nhiều với âm nhạc truyền thống cách mạng thì mình thấy cái tính văn học ở trong các bài hát rất là cao. Và cái tính văn học này nó không có dừng lại ở chỗ thẩm mỹ mà nó mang tính giáo dục rất lớn. Ví dụ mình nói cái bài Tình Ca của Hoàng Diệp đi, đây là một tác phẩm lớn của ông, nhưng mà khi mà chúng ta hát chúng ta sẽ thấy được cái tính giáo dục của bài hát rất hay. Hôm nay chúng ta hòa bình, nhưng mà chúng ta còn phải lên đường nữa. Lên đường để làm gì? Để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Em ơi, anh còn đi xây nhiều ngôi nhà, tức là phải đi xây dựng nữa chứ không phải dừng lại ở một cái chỗ là chúng ta bằng lòng với cái hiện tại, mà chúng ta phải đi tiếp tục. Nó là một cuộc hành trình và nó cho chúng ta thấy được là cái tương lai không bao giờ có điểm dừng. Cũng như trong ca khúc của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, mình nói quay về cái thời sinh viên xuống đường chút xíu, ông có nhấn vào một cái câu mà đến bây giờ chính bản thân Huỳnh Lợi là người được từng tham gia ca hát cũng đã nghe rất là nhiều người tranh luận về cái câu nếu là người tôi sẽ chết xa quê hương. Thật sự mà nói, Huỳnh Lợi cũng sinh sau để muộn, sau giải phóng thôi. Nhưng mà khi hát là phải nghiên cứu thật kỹ tại sao người ta viết lên như thế. Ở thời đó có thể là nhiều người sống trong thời đó có thể hiểu, nhưng mà những bạn trẻ sống trong thời này có thể là không hiểu. Thì các bạn phải hỏi tại sao trong bài hát có ca từ nếu là người. Thường là chúng ta chỉ nghe là người. Không là người thì tại vì sau này là nhiều người tự ý sử dụng, tự ý sửa của người ta thôi. Thực sự là cái lúc mà ông viết thốt lên cái lời nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương á, là ông đang trong một cái hoàn cảnh là một con người nhưng mà không được sống đúng nghĩa con người. Ông bị giam cầm cực khổ lắm. Đấy, thành ra là ông thốt lên nếu là người tôi sẽ chết quê hương, tức là nếu ông được tự do ông sẽ hy sinh cho đất nước này. Cái câu ông khẳng định bằng cái lời đó đó. Thành ra là sau này chúng ta hát thì chúng ta cũng nên hiểu rõ tại sao người ta hát và tại sao là ông viết như thế. Có hoàn cảnh sáng tác hẳn. Cái hoàn cảnh nó có hoàn cảnh ra đời hoàn hẳn thôi. Và cũng như là bài hát ở thời kỳ đó nhưng mà nó có cái tính giáo dục rất là rõ ở thời kỳ này. Tại sao chúng ta nên sống trong một cái đất nước hòa bình, ấm êm như thế mà chúng ta không sống có lý tưởng cao đẹp hơn? Mình nói ví dụ một cái câu chuyện mà bản thân Huỳnh Lợi cũng là người đã từng trải. Đến hôm nay thì Huỳnh Lợi đã được đến Trường Sa 3 lần. Thì nếu các bạn đến Trường Sa mà các bạn ngồi trên chiếc tàu rất là vĩ đại đưa mình ra ngoài biển khơi, và khi các bạn bước lên nhà giàn thì các bạn nhìn xuống chiếc tàu mình đi thì các bạn sẽ thấy nó nhỏ nhoi như thế nào đối với đại dương bao la. Thì lúc đó mình cảm nhận là trời ơi, bây giờ con người mình còn là gì nữa đối với chiếc tàu đó đâu. Tại chiếc tàu nó không là cái gì đối với bao la, đại dương bao la cả, thì mình còn là cái gì đối với đại dương nữa. Thành ra là sau những chuyến đi đó thì mình mới cảm thấy là cái triết lý sống cũng như là cái suy nghĩ sống của mình đối với cái công việc mình đang làm cũng như là đối với những người xung quanh càng rõ ràng hơn, càng rõ ràng hơn. Tức là sống làm sao đẹp lòng người, đẹp lòng mọi người xung quanh, và sống làm sao mang lại, cũng giống như bây giờ bản thân Huỳnh Lợi là ca sĩ, thì làm sao mang lại tiếng hát đẹp hơn nữa để phục vụ công chúng. Và khi ra đến những nơi xa xôi mà các chiến sĩ chúng ta đang ngày đêm bám trụ để bảo vệ bờ cõi đất nước, thì làm sao mà chúng ta không thể nào mà vui hơn, làm cho các anh yên lòng hơn, để các anh có thể là hy sinh cái tuổi trẻ của mình để ngày đêm chúng ta được hạnh phúc, được sống trong cái không khí ấm áp của xã hội, của gia đình.
Dạ vâng, và rõ ràng là chúng ta rất là may mắn được sống ở trong thời bình, nhờ sự cống hiến, nhờ sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước. Và rõ ràng là đến bây giờ chúng ta cũng phải cố gắng làm sao để hội nhập, phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, đúng không ạ? Và đó là lý do tại sao là những bài hát viết về truyền thống cách mạng được viết ra trong thời bình. Anh nghĩ sao về điều này ạ? Chúng ta ngày trước, các thế hệ đi trước cầm súng đấu tranh, thì bây giờ chúng ta cũng cầm súng, nhưng mà cầm là cầm tri thức để mà xây dựng đất nước này. Và khi chúng ta hội nhập, chúng ta phát triển thì cũng đòi hỏi những con người trí thức rất cao thì mới được. Và cũng phải có sự, phải có định hướng rõ ràng của đảng và nhà nước. Thì tại sao chúng ta không ca ngợi về những cái công lao của chúng ta? Và tôi thật may mắn, tôi cũng đã hát được rất là nhiều ca khúc mà ca ngợi về cái sự đổi mới của đất nước. Dạ, ví dụ ạ. Ví dụ như là cách đây 4-5 năm về trước thì tôi lại được may mắn là hát một ca khúc của nhạc sĩ Thập Nhất, nói về sự phát triển của bán đảo quận 2, cái bài Đô Thị Xanh trên dòng sông Sài Gòn. Yeah. Ông viết bài hát này, ông mượn hình ảnh một người mẹ để nói lên được cái sự thay da đổi thịt, không chỉ riêng của quận 2 mà của thành phố Hồ Chí Minh. Một cái câu hát mà tôi rất là thấm và rất là tắc ý. Ông viết là: mẹ đâu biết đại lộ Đông Tây, mẹ chỉ qua Thủ Thiêm ngày ấy. Thủ Thiêm của mình ngày xưa là căn cứ cách mạng. Dạ. Cầu Phú Mỹ bây giờ đã xây, không còn nữa một vùng đầm lầy. Tức là ông đã vẽ lên một tranh thay đổi hoàn toàn, nhưng mà ông không quên được cái quá khứ hào hùng mà ngày xưa mẹ đã nuôi dưỡng con, che giấu con dưới hầm để mà làm cách mạng. Rồi song song đó tôi cũng gặp được một ca khúc nói lên một tiếng lòng. Mà khi hát ca khúc này tôi cảm tưởng như là đó là một lời hiệu triệu đối với những trái tim yêu nước. Ca khúc đó là ca khúc Tổ quốc gọi tên mình của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, phổ theo ý thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Khi ông giao tôi bài hát, và tôi thật sự may mắn là người đã cầm bài hát ra đầu tiên và được thể hiện đầu tiên ca khúc này, tôi thấm vào liền. Tại vì ông viết cũng bằng cái tấm lòng chân thực của ông, dựa trên cái ý thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Vũ Mai. Tôi sẽ hát một vài đoạn của ca khúc này. Dạ. Nhưng mà trước khi tôi hát thì xin phép tôi được cảm ơn những nhạc sĩ đã cho ra đời những ca khúc, kể cả ca khúc ở quá khứ trong chiến tranh, cũng như ca khúc trong thời bình và ca khúc trong xây dựng. Tôi cảm ơn những ca khúc đó đã cho tôi được cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước của mình, về những con người đã ngày đêm không quản ngại tuổi thanh xuân của mình để mà đấu tranh và xây dựng bảo vệ đất nước này. Và bây giờ xin phép tôi được hát một đoạn của bài hát Tổ quốc của tên mình. Dạ vâng ạ. Tổ quốc của tôi, tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặt sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Xin
Xin cảm ơn anh Huỳnh Lợi ạ. Thật sự là đến khi mà anh cất lời ca thì cảm giác như là trái tim mình là phải tan chảy, bởi vì cảm nhận được tình yêu to lớn của nhạc sĩ viết cho quê hương đất nước mình, và cũng cảm nhận được tình yêu rất là lớn, giống như là cái bài hát đó đã thấm trong máu của anh vậy. Và khi mà cất lên thật sự là một cảm xúc rất là khó tả. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái cuộc nói chuyện của Thảo Ly cũng như là của Huỳnh Lợi. Huỳnh Lợi cũng mong rằng là những ca khúc truyền thống cách mạng ở thời kỳ chiến tranh cũng như thời kỳ bình cũng như thời kỳ xây dựng và hội nhập phát triển lúc nào cũng được sự đón nhận rất nhiệt tình của quý vị khán giả. Xin chúc quý vị có nhiều sức khỏe và hưởng một mùa lễ đất nước thống nhất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và thưa quý vị, đến đây sắc màu cuộc sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Thảo Ly xin chào tạm biệt.